Thưa quý vị và các bạn, khi tính tiền lương vào giá khám chữa bệnh, đồng nghĩa với việc bệnh viện phải nâng cao chất lượng thái độ phục vụ mới có bệnh nhân đến khám. Nếu không có nguy cơ đóng cửa, ông Nguyễn Nam Liêm, Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho biết, Bộ đang xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công theo 3 mức: tính đủ tiền lương, tính đủ tiền lương và chi phí quản lý, tính đủ tiền lương, chi phí quản lý và khấu hao tài sản. Từ đó sẽ phân loại các đơn vị để thực hiện theo mức giá nào cho phù hợp. Giá dịch vụ y tế được tính đúng, tính đủ, buộc các bệnh viện phải nâng cao chất lượng, thu hút bệnh nhân nếu không muốn đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Theo ông Nam Liên, tính tiền lương vào giá, tức là người bệnh sẽ trả lương cho cán bộ y tế. Điều đó đồng nghĩa với việc bệnh viện phải nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ mới có bệnh nhân đến khám. Nếu không thu hút được người bệnh, không được bảo hiểm xã hội ký hợp đồng khám chữa bệnh, cơ sở đó có nguy cơ sẽ đóng cửa.